đã xuống cấp. Trước đó từng có trường hợp gửi xe một năm mới đến lấy, nhưng vì số tiền gửi xe quá cao nên chủ xe đã bỏ luôn, không nhận xe. Mới đây, ứng dụng xe ôm công nghệ Grab đã bắt đầu áp dụng chính sách thu phí xe chờ quá 5 phút trong trường hợp mà khách hàng không xuất hiện trong thời gian 5 phút kể từ khi tài xế tới điểm đón. Chính sách này hiện vẫn còn gây hoang mang cho cả tài xế lẫn chính khách hàng khi mà tham gia vào ứng dụng. Hãy cùng với phóng viên Chuyển động 24 giờ trải nghiệm ứng dụng này để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của chính sách mới này. Mình có nghe qua về chính sách phí chờ xe quá 5 phút của tài xế rồi. Nếu mà khi mình ra ấy, chờ quá 5 phút ấy, thanh toán mình có thể tính thêm phí phạt. Mình cứ theo thói quen như vậy, khi mình cứ đặt thôi chứ mình không để ý đến giá. Mình chưa từng nghe qua chính sách tính phí của Grab. Chính sách tính phí xe chờ quá 5 phút của